chào tất cả quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Cận cảnh phần thi khách quốc lễ hội của top 38 Miss World Việt Nam 2022, nam em bất ngờ lộ điểm yếu. Ngày 21 tháng 7, buổi trình diễn thời trang chủ đề Carnival thuộc khuôn khổ vòng chung kết Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 diễn ra tại Quy Nhơn. Top 38 thí sinh có dịp khoe kỹ năng catwalk tại sân khấu là một bến tàu. Trang phục được thiết kế mang màu sắc lễ hội mùa hè, gợi nhớ đến hình ảnh những người mẫu Victoria's Secret. Với chủ đề Carnival, màn trình diễn đòi hỏi yếu tố sôi động, cuốn hút, có điểm nhấn. Tuy nhiên, nam em và một số thí sinh thể hiện chưa tốt, lộ điểm yếu khách quốc. Nam em vốn là gương mặt dày kinh nghiệm nhất trong top 38, song những bức khách quốc của cô rời rạc, thiếu ấn tượng. Nhiều khán giả cho rằng phong độ không ổn định sẽ ảnh hưởng đến kết quả chung cuộc của người đẹp. Miss World Việt Nam vốn là sân chơi quy tụ nhiều gương mặt mới, chưa hoạt động giải trí, nên kỹ năng trình diễn trước ống kính còn thiếu sót. Qua từng vòng, mỗi thí sinh dần khắc phục điểm hạn chế hoàn thiện hơn. Phan Lê Hoàng An có chiều cao 1m7, vòng eo 57,5. Cô thuộc nhóm ứng viên thành thạo tiếng Anh, ứng xử bình tĩnh. Khi trình diễn, dàn thí sinh cố gắng thể hiện đúng tinh thần của bộ sưu tập bằng các động tác vuốt tóc, lắc người, hướng mắt về ống kính. Do chưa quen, cộng với áp lực từ sân khấu ngoài trời, một số màn khách quốc bị nhận xét gượng, không mang đến cảm giác tự nhiên thoải mái. Thí sinh Lương Hồng Xuân Mai trình diễn mẫu thiết kế gắn đôi cánh lông vũ tại cuộc thi Xuân Mai được chú ý với vẻ đẹp lai và nụ cười tươi. Thí sinh Trần Thị Bé Quyên cao 1m75 với số đo 3 vòng 75, 60, 92. Cô đến từ Bến Tre, là sinh viên Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. Top 3 Miss World Việt Nam 2019, Lương Thùy Linh, Kiều Loan và Tường Sang cùng góp mặt trong buổi này. Tại đêm chung kết ngày 12 tháng 8, Lương Thùy Linh trao vương miện cho cô gái đăng quang. Thí sinh chiến thắng có cơ hội thi Hoa hậu Thế giới năm nay. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.